tạp chí Y khoa Hoa Kỳ đã đưa ra một thống kê liên quan đến sự cận thị, viễn thị và loạn thị trong giới học sinh gốc Á Châu, một tỷ lệ rất cao. Và đó là điều gây trở ngại cho nhiều vấn đề, từ học hành cho đến sinh hoạt ở học đường như thể thao. Để tìm hiểu làm thế nào giảm thiểu được những trở ngại đó, mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây với bác sĩ nhãn khoa Vương Linh Chi ở trong thành phố Garden Grove. Hồi xưa đó thì mình cũng là bị cận thị. Ba mình nó không có nghĩ là mình cần đi khám mắt, là tại vì mình không có nói là mình có trở ngại gì. Nhưng mà lúc mà mình 16 tuổi đó thì mình cũng đậu được cái bằng lái xe DNV. Thì lúc đó mấy ngày sau mình có chiếc xe mình lái. Nhưng bữa đó mình đi coi cine bữa tối đó đó thì cũng hơi tối. Thì mình đang đậu ngay cái chỗ intersection để mình quẹo trái mà mình không thấy gì hết, thì mình nghĩ là nó không có thấy xe mình. Lúc mình mới quẹo đó thì cái xe giống như chạy tới đụng xe mình, thì xe mình nát luôn. Lúc đó mình 16 tuổi, ba mình mới bắt đầu dẫn mình đi bác sĩ mắt. Thì lúc đó lần đầu mình đi bác sĩ mắt á, là mình là 3 độ cận thị. Thì sau đó mình mới nghĩ là mình rất là biết, rất là hiểu là cái cặp mắt không có tốt đó thì cái người đó, cuộc đời của đó, người đó rất là nguy hiểm. Rồi sau đó đó, ở high school bắt đầu mình giống như sắp đặt cái đường đi để thành một người bác sĩ mắt. Tại mình nghĩ cái đường đó đó mình sẽ đổi được cuộc đời, không phải của mình mà nhiều người khác nữa. Thì sau high school đó thì mình cũng lấy cái bằng bachelor của về biology. Nhưng mà tại vì hoàn cảnh gia đình mình cứ đi làm, thì mình làm mấy năm nữa. Sau đó mình làm trong lab, mình làm research về mấy cái tế bào của mấy người mẹ để coi cái mấy cháu sanh ra có bị trở ngại, bị bệnh gì không, bị tàn tật gì không. Đó là cái đó là psychotechnologist. Thì sau đó mấy năm sau mắt mình cứ bị nhức đầu hoài, nhức đầu mắt mỏi hoài, khi bác sĩ mắt thì lúc đó lên độ nữa. Thì lúc đó đó bác sĩ đó đó, hên là bác sĩ đó nó bây giờ vậy đi, có bằng 4 năm về biology, về health rồi, đi học thêm bác sĩ mắt nữa. Vừa đúng cái thời gian đó cái trường đang nhận là đầu năm, cái mình bỏ đơn vô cái trường nó nhận mình, thì mình đi học về bác sĩ mắt. Nhưng mà luckily cái trường đó đó, hơn nữa là cái trường đó chuyên về ortho-K. Thì mình sẽ nói ortho-K là cái gì. Thì cái ortho-K là một cái cách mà giữ độ lợ của mấy cháu bị cận thị. Sau lúc mình vô đó là mình thấy rất là interesting, là mình đeo một cái lens đặc biệt buổi tối thôi. Lúc mình lấy cái lens ra đó thì cái mắt của cháu đó, cái người bệnh nhân đó không cần đeo mắt kính mà dòm rất là rõ. Nhưng mà cái tốt nữa là nó giữ cái độ lợ. So then lúc đó đó mình mới bắt đầu rất là interested in cái specialty đó, là cái chuyên về cái bảo vệ cái mắt đừng lên độ mà không cần đeo mắt kính nữa. Sau lúc đó mình làm nhiều research, nhiều thí nghiệm về cái phương pháp này. Thì ngày đầu mình vô là mình là bệnh nhân, sau mấy người bác sĩ rồi thực tập cũng lấy mắt mình thử cái này về phương pháp này. Sau lúc mình bắt đầu ra trường là năm thứ tư đó, là mình làm một cái research về ortho-K, cái effectiveness là cái hữu hiệu của cái phương pháp này. Sau lúc đó đó thì mình viết một cái thesis, nó cũng còn ở trường mình. Thì sau đó lúc mình ra đó thì mình cũng không có nghĩ là ai cần cái phương pháp ortho-K gì nhiều về cái phương pháp giữ độ cận thị lợ. So then lúc đó mình cũng bỏ đơn vô, có người kiếm kiếm người làm, thì mình kiếm một người ở cái khu đây là phải biết nói tiếng Việt, tiếng Tàu. Xong cái mình cũng bỏ đơn vô, thì cái bác sĩ đó mướn mình, bác sĩ đó là cũng là rất là nổi tiếng ở khu này, là làm mổ về LASIK với là cataract, là về cường khô. Sau mình làm cho bác sĩ đó cũng 6-7 năm. Thì sau đó mình mới thấy là nhiều anh chị vô mổ là tại bị cận thị, không muốn đeo mắt kính. Mà lúc đó dẫn mấy cháu tới đó thì mấy cháu cũng đeo mắt kính. Sau mình nghĩ mấy năm sau là mấy cháu cũng phải mổ nữa. Sau mình nghĩ là mổ nó không có tốt lắm nếu mà mắt cháu còn phát triển, nó chưa có bình thường, chưa ổn định. Sau lúc đó bắt đầu mình mở cái phòng mạch riêng, Vương Optometry, alongside with mình còn làm cái chỗ phòng mạch giải phẫu đó. Sau phòng mạch Vương Optometry mình mở 2005 đó. So then tới bây giờ đó, mà càng năm, mỗi năm á, càng nhiều bệnh nhân, càng bệnh nhân biết tới, là tại vì mình nghĩ là gia đình nào á, mình nghĩ cũng có mấy cháu bị cận thị. Nhiều khi nhiều gia đình có 4 đứa con, 4 đứa, 4 cháu cũng bị cận thị hết. Rồi cái cận thị nó rất là nguy hiểm, mình phải control it. Bây giờ á, trong cái medical community, là cái trong cái nghề của mình á, cái cận thị đó nó lan rất là nhanh. Nó kêu bằng cái chữ epidemic. Epidemic á, là một cái bệnh nó có lan hoài mà nó không có control được, không có giữ kỹ được. Thì năm nào cháu đeo mắt kính là bị cận thị lên thêm. Chỉ có một cái phương pháp là has proven á, là mình thấy là nó giữ được độ cho mấy cháu.
không có lên độ nhanh như là đang đeo mắt kiếng. Mỗi lần mấy cháu đeo mắt kiếng là nó lên rất là nhanh. Giờ như là cái cách cháu xài mắt á, không có đúng hay là mệt dễ, hay là không có đúng lay đừng xài đèn, không có nghỉ ngơi đúng đó, thì cái lên cái cận thị nó lên nhanh thêm. So alongside cái phương pháp mình giữ cái độ lợ cháu qua cái phương pháp Auto K đó là mình niền cái mắt cháu lợ, giữ cái độ để cho nó lên nhanh. Có cái benefit là cháu khỏi đeo mắt kiếng vô dòng gõ, như là mỗi năm này năm nọ cái độ nó không có lên nhanh nữa. So cái một cái cách đó đó mình bảo vệ cho mấy cháu không có lên nhanh á, thì nó không có bệnh nhiều hơn. Tại mỗi lần cái cận thị nó lên á, thì cái võng mạc ở đằng sau là cái đường máu đằng sau nó giãn ra nhanh, nó giãn càng mỏng thì nó có thể rách được. Thì cái rách á, nó có thể chảy máu hay là bị thẹo, hay là cho có thể bị blind nữa, là bị mù nữa. Chứ nó có bị áp suất cao là glaucoma, hay là bị cường khô là cataracts. Rồi mấy cái bệnh đó là mình control được nếu mình lo cho con mình sớm đó. Mình cho mấy cháu đi khám mắt, giờ mình phải hướng dẫn cháu xài nghỉ ngơi làm sao, ăn uống làm sao, với là xài lay điện sao, với là giống như là phải ra ngoài tập thể dục nhiều. Tại vì qua cái research nhiều cháu trong nhà nhiều quá, xài máy nhiều quá mắt mệt. So cái quan trọng là phải outdoors activities, là ra ngoài tập thể dục để nghỉ ngơi mắt. So cái cách đó alongside với cái phương pháp Auto K, nó là FDA approved mười mấy năm nay, rất là hữu hiệu. Phòng mạch mình làm lo cho rất là nhiều cháu, mấy ngàn cháu luôn. Mà nhiều cháu mình lo lúc còn nhỏ, bây giờ học thành bác sĩ, luật sư, độ cũng stabilize. Thì mình nói một cái chuyện của cháu mình á, là hồi cháu mình 7 tuổi, nó là cận thị 1 độ, 6 tháng sau cháu lên tới 3 độ lần. Rồi nó lên cấp 3 lần, mà lúc đó cháu có 7 tuổi rưỡi là 3 độ cận thị. Mà bây giờ mình fast forward mười mấy năm, cháu 24 tuổi, muốn học bác sĩ, vô trường bác sĩ được, thì mắt cũng còn dòm được 20-10, không có lên độ. So bởi vì cái hướng dẫn rất là kỹ, cái phương pháp tốt, thì mình đổi được một cuộc đời của cháu đó. Ngược lại, best friend của cháu mình á, cũng học như vậy, cũng là vô được trường bác sĩ. Bây giờ là mùa fall này mấy cháu bắt đầu đi học trường bác sĩ medical school. Mà bạn của cháu mình á, là tên lên tới 10 độ cận thị lần. So cái 10 độ đó mình imagine cái áo mình kéo nó giãn nó mỏng. Nếu mà ai đá chúng cháu banh là cháu bị căng thẳng, stress á, nó gách cái đó, thì cái đường máu đó nó rất là yếu. Thì cháu không có làm được cái chuyện mà cháu muốn, giống như become một người bác sĩ. Tại vì cái mắt yếu, sức khỏe không có. So cái quan trọng là mình bảo vệ sức khỏe trước, and then mấy cái chuyện khác mình được nhiều lắm. Mình lựa được cái đường đi, mình đường nào mình đi cũng được nếu mình có sức khỏe. Còn không có sức khỏe đó, thì lúc đó mình chỉ có đi bác sĩ này tới bác sĩ nọ để mình sửa cái bệnh đó. So thà mình lo cho mấy cháu sớm, thì mình hay khuyên gia đình cho mấy cháu đi khám mắt mỗi năm thường xuyên. And then nếu mà có trở ngại gì đó, thì mình lo cái phương pháp nào nó hợp cho cháu để giữ, chứ đừng có năm này năm nọ nó lên độ. Tại mỗi lần lên á, thì gia đình rất là đau lòng, là tại rất là lo. So mình phải stop cái pain đó, mình phải stop cái bleeding đó, đó là mình phải khám mắt trước, và mình kiếm cái phương pháp nào hợp cho cháu để giữ tốt cho cháu, để cho cháu được một tương lai rất là dẫn đến nhiều lựa chọn sau này. Cái cơ hội mà bị giống như là mắt yếu thì xong cái nó bị chảy máu rồi bắt đầu bị mù đó, thì cái cơ hội nó cũng không có cao lắm. Nhưng mà cái cơ hội mà bị mù hay bị chảy máu đó nó cao lúc mà cháu cái độ nó càng ngày càng cao. Thôi giống như mình nói là bây giờ mình sanh đứa em bé ra đó, cháu đó không có bị cận thị luôn. Nó có chút xíu độ mà nó chưa chỉnh lỡ, nó chỉnh xong cỡ 6 tuổi là mấy cháu dồn perfect 20-10 xa. Nhưng bắt đầu thì mấy cháu học lớp 1, lớp 2 bắt đầu làm bài nhiều. Nhưng mà nhiều cha mẹ cỡ 2-3 tuổi là cho mấy cháu iPad, iPhone chơi rồi. Thì cái đó làm cho mắt nó căng thẳng, nó cứ bắt đầu nó build lên, nó bắt đầu từ cái độ lên á. Thì từ em bé 2-3 tuổi, cứ bắt đầu 7-8 tuổi là nó 3-4 độ rồi. By time nó lên high school là nó 7-8 độ, 9 độ. Thì lúc đó nếu mà cháu căng thẳng mà cháu một tập thể dục hay là ai đá cho banh chúng, tại cái võng mạc nó đằng sau nó càng ngày nó bị giãn ra nó mỏng á, thì nó sao gách nó có thể mù được. Thì nếu mà cháu nào mà thấy đen đen hay là có thứ cái sấm sét á, giống như tại nó đang bị kéo để nó chảy gách á, thì mình phải đi bác sĩ mắt để coi mạch máu, xong cái cứu cấp phải giá lơ liền. Trường hợp đó thì nó không có nhiều, nhưng mà càng ngày mình càng thấy more often. Giống như mình mở phòng mạch này mười mấy năm thì mình thấy có mấy cháu vô là bị vậy rồi. Rồi phần nhiều là có mấy cháu đó thì ăn uống không kỹ nữa, hay là không có ra ngoài tập thể dục đó, thì nó không có cái chất mấy cái vitamin dopamine để làm cho dưỡng cái mắt nó cứng. Thì mấy cháu đó cứ trốn trong nhà hoài, ngồi computer mười mấy tiếng thì nó cũng có bị trở ngại nhiều hơn. Đó, so cái cơ hội mấy cháu bị là nó càng ngày nó càng cao. Ở bên Tàu á, mình nói cái câu này là number one cause of blindness á, ở bên Tàu đó là bị cận thị.
nhiều cháu bị ở bên Tàu là mười mấy độ cận thị lận. Sau bởi mình không muốn tới cái mức đó thì mình phải xuyên dẫn mấy cháu khám mắt, xuyên nói mấy cháu nghỉ ngơi, xuyên nói mấy cháu đứng thức dậy, uống nước, trái cây, cải, ăn cá, nghỉ ngơi thì cái cơ hội mà bị mù nó ít hơn. Còn người lớn như nãy anh cũng có mention chút xíu đó, thì cái người lớn đó là mình bị bệnh gì giống như tiểu đường, máu cao, cholesterol cao, mỡ cao, hay là nhiều khi bị thương nó té, bị ai đá chứ banh chúng, hay mình bị té thì nó cũng có thể bị gách. Thì mình khám mắt mình phải coi cái mạch máu luôn. So tổng quát á, khám mắt á, thì mình coi hết để cho mình bảo vệ từ trước với xa ở đằng sau luôn. Thì lúc đó mình biết sớm á, thì mình lo sớm còn hơn là mình nghĩ là không sao đâu, từ từ nó hết á. Thì nó chỉ có cách worse, in some cases á, mình irreversible, mình không có trở lại tốt nữa. So bởi vì thường xuyên ở đây á, mình khuyên cho mẹ là cho mấy cháu khám mỗi 6 tháng. Có một cháu này đó là ở trên lót xuống đây, lái xe xuống đây, thì có hai chị em, người chị có 3 độ cận thị thôi, mà đứa cháu nhỏ đó, đứa em đó 9 tuổi mà nó hơn 10 độ cận thị rồi. Thì người mẹ nói là nó mới sanh ra mấy tuổi là nó giống như là nó không có, giống như mình đưa đồ ăn nó cũng không có, nó không có phản ứng á. Tại giống như mà anh đưa cái gì cho người nào ăn cái gì thì người ta cũng giơ tay người ta lấy, đặc biệt mấy đứa nhỏ nó thích đồ ăn. Cháu đó ngồi đó không có làm gì, 2-3 tuổi, không có react, thì không thấy được đường lúc đó, không thấy gõ cái gì hết. Thì lúc đó đi bác sĩ mắt á, thì bác sĩ mới final là cháu đó 2-3 tuổi là cỡ 4-5 độ rồi. Thì bây giờ lúc mà cháu tới đây là cháu 9 tuổi là cháu cỡ hơn 10 độ rồi, 10 độ rưỡi. Thì lúc đó người mẹ muốn lo cho cháu, người chị cần thì 3 độ, còn đứa này 10 độ, chị nói thôi chắc cũng cao quá, chắc lo không được nữa, thôi chỉ như là chị kiếp pháp, chị bỏ quang bên luôn cho nó ra mắt kiến thôi. Thì lúc đó mình coi cháu tí xíu, mình thấy ô sức khỏe của mắt cháu đằng sau cái võng mạc cũng còn intact, là không bị gách, không có chảy máu. Mình làm cái phương pháp ortho-K, mình control cho cháu, chứ bây giờ chị cho cháu đeo mắt kiến nữa là tại vì it's proven scientifically, là theo mấy cái research về mấy cái thí nghiệm đó, là càng đeo mắt kiến nó càng lên độ đó. Nếu mà giờ cháu 10 độ đi mà cháu có 9 tuổi thôi, nếu mà năm sau có thể cháu lên 11 độ, 12 độ nữa là nó gách for sure. So mình bảo vệ bây giờ tại cái võng mạc nó chưa chảy máu, cái đường máu đằng sau chưa có trở ngại gì. So then cái độ này là cháu vừa nhỏ, mà độ càng cao nữa thì cái cơ hội nó mau lên nhanh nữa. Lúc mà cháu 18 tuổi có thể cháu 17, 18 độ nữa. So bởi vì mình lo bây giờ. So bởi vì lúc đó người mẹ mới nghĩ qua nghĩ lại cho mình lo cho cháu đó. Tại mình muốn cứu cái cặp mắt này sớm, chứ không có đợi tới lúc mà chảy máu mình chở cháu quỳ phô cháu qua bên chỗ nào để giá. Thì lúc đó đó thì người mẹ cho mình lo đó. Thì bây giờ cháu đeo cái phương pháp này cũng 2 năm rồi. Mà hồi xưa đó cháu đeo mắt kiến cháu dòm được không có gõ lắm, mà bây giờ càng ngày cháu dòm càng gõ nữa. Sau cháu dòm được 20-10 mình cũng rất là mừng. Sau bởi vì cha mẹ tin tưởng của mình cũng quý cái phần đó. Nhưng mà mình muốn là nếu mà cha mẹ không biết tới phương pháp này đó mà cho cháu đeo mắt kiến tiếp thì rất là tội nghiệp cho cháu đó. Nhưng mà biết được rồi đó thì mình gán, mình put faith in, là một cái tin tưởng mình để cho mình lo cho cháu cái phương pháp này đó, là sofa hồi đó giờ không có cái gì bằng cái phương pháp này mà giữ độ được. Mình làm cái gì cũng vậy, nó cũng có cái người kia bằng nói là cái này không có tốt, hay là cái này nó hại này, hay là có trở ngại này. Thì nhiều cha mẹ đó cũng đi như bác sĩ, tại vì con mình mà con mình lo lắng, mình muốn cái gì tốt nhất cho con mình. Thì nhiều bác sĩ cũng nghe mình nói về cái phương pháp ở này để giữ cái độ lợ, đeo cái một cái lens buổi tối. Nhưng mà nhiều cha mẹ có cái lo lắng là không biết, cái lo lắng mù quanh đó là không biết mấy cháu biết rửa cái tay sạch không, đụng vô mắt sợ có sợ bị nhiễm trùng không, hay là đeo vô cái mắt nó có ngại gì không đó. So then mấy cha mẹ phụ huynh tới phòng mạch mình hỏi mình mấy câu đó, xong rồi đi bác sĩ khác. Thì đi mấy bác sĩ khác á, thì mấy bác sĩ khác đó không có làm phương pháp ortho-K, không có chuyên về cái phương pháp ortho-K. Thì mấy bác sĩ đó cũng là phụ huynh nói da cũng có thể là bị nhiễm trùng, nhưng mà thì đeo mắt kiến đi cũng đâu có sao, nhưng mà năm này tới nọ đeo mắt kiến. Sau bây giờ mình hỏi phụ huynh đó, nếu mà con mình bị cận thị đó, mình cho nó đeo mắt kiến á, năm này nó 1 độ, năm sau nó 2 độ, năm sau nữa nó lên 3 độ, thì cái võng mạc càng ngày càng mỏng á, thì mình đưa cái con mình cái cơ hội bị rách, bị bệnh á, nó cao hơn. Là cái phương pháp ortho-K nó có thể đúng, nó có thể lâu lâu cháu bị khô, lâu lâu cháu có thể bị nhiễm trùng, nhưng mà cái đó mình deal with
theo đưa nước mắt giả hay đưa mấy cái thuốc chút xíu giúp cho cháu. Nhưng ở đây mình hướng dẫn rất là kỹ là mình rửa tay, hướng dẫn cháu sao xài cái mấy cái solution, mấy cái đồ nước mà rửa cái mắt đó, thì nó minimize, là nó đẩy cái cơ hội bị nhiễm trùng rất là thấp. Nhưng mà even if anh đeo mắt kiếng, lâu lâu anh bị cảm, anh cũng bị nhiễm trùng. So người nào mà không có đeo qua mắt kiếng hay là lâu lâu xài make up mà không có sạch mấy cái đồ vô cho trụng vô mắt cũng bị nhiễm trùng. So bởi vì cái ai cũng có thể bị nhiễm trùng, nhưng mà cái wrist mà mình đeo cái Ortho-K đó, mình bảo vệ cặp mắt đừng có lên độ á, cái wrist đó nó cái benefit nó cao hơn là cái wrist bị nhiễm trùng hay là bị mắt khô. So cái negative mình cũng có nghe, nhưng mà mình nghĩ nói với phụ huynh anh chị decide cái nào tốt cho cháu, tại anh chị biết. Nhưng mà mình, nó đối với mình, con của mình cũng có nửa độ cận thị cũng đeo, chị mình có ba đứa con gái cũng đeo, tại mình biết là tụi nó sẽ học nhiều, sẽ đọc sách nhiều, sẽ xài computer nhiều, thì cái cơ hội bị cận thị càng lên thì nó cao lắm. So why mình có một cái phương pháp mà giữ độ lợi, tại sao mình không có xài đó? Mình sống một cái ngay cái chỗ thời gian này, cái technology nó rất là cao, mà mình cũng còn xài cái technology cũ. It's not really technology, mắt kiến là đeo là giống như một cái cách lo rất là cũ, mà nó còn hại mắt con mình tiếp. So cái negative in anything nó cũng có, nhưng mà mình coi cái đó là có lý không, có make sense không. Tại vì nhiều người đó, ai nói gì nói, nhưng mình phải biết là cái đó hại cho mình hay không, hay là nó có hại con mình hay không. Nhiều cha mẹ đó thì cứ nói thôi. Có một câu nữa mình cũng include in đó, là mấy cha mẹ trong đầu nói là bây giờ nó bị cận thị, mình đợi cho nó 18 tuổi mình làm LASIK. Nhưng mà nhiều cha mẹ không hiểu là con mình bây giờ có 9-10 tuổi thôi, mình đợi thêm 8 năm nữa, cái độ nó lên bao nhiêu. Nhưng mà nó một độ đi, nó lên lúc 18 tuổi nó có thể lên 7-8 độ, thì cái võng mạc nó, cái nó dễ yếu đi, thì mổ nó cũng khó nữa. So bây giờ mình control là lúc mà nó 1 độ 2 độ, thì lúc 18 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi nó mổ, thì bác sĩ mổ dòm vô thấy có 1 độ 2 độ thì cũng very happy. Mà đợi tới không có control mà nó cứ lên hoài đó, thì 7-8 độ, 9-10 độ khi bác sĩ mổ dòm vô nói này cũng complicated case, cũng khó quá. So thà mình control bây giờ, sau này mình muốn mổ cũng còn, mắt con mình cũng còn tốt. Còn ngược lại nếu mà nó lên độ cận thị, nó càng lên, cái võng mạc nó có thể yếu, nó gắt đó, thì mai mốt mổ cũng không thấy rõ. Cái phương pháp Ortho-K là nó rất là lâu, lâu hơn LASIK nữa. Là 1961 là bắt đầu mấy bác sĩ ở Mỹ này á, kiếm ra cái phương pháp này rồi. Mà càng ngày nó càng better and better, nó càng ngày càng tốt. Bây giờ đó là FDA approved, là Federal Drug Administration nói cái này là an toàn cho mấy cháu đeo. Thì cái này á, là cho cha mẹ yên tâm là làm rất là nhiều research, là nó an toàn để cho mình không có trở ngại gì, mà nó bảo vệ tốt hơn là nó hại. So lý do đó đó, mình muốn, mình không có sure, không biết cái này nó có trở ngại gì không, thì mình nên làm research, mình lên theo nói chuyện với cha mẹ. Mình ở đây mình rất là muốn cha mẹ tới đây bỏ thời gian nói chuyện với cha mẹ khác, coi mấy cháu đeo sao, mấy cháu dòm rõ hay không, rồi mấy cháu có chuyện gì, để cho chia sẻ với cha mẹ mới bắt đầu một mình decide là biết cái này hợp cho mình hay không. Tại mình không làm homework, người ta nói một câu cái mình back off, mình sợ mà con mình thiệt thòi, bị trở ngại là tiền with time nó càng ngày càng nặng thêm. Mình làm rất là nhiều, mấy ngàn cháu mình làm cái phương pháp Ortho-K này since 2005, thì bây giờ cũng mười mấy năm rồi. Mỗi năm mình cứ rất là nhiều bệnh nhân tới chỗ xa, ở Việt Nam, ở Texas, Florida tới rất là nhiều. Cũng mấy ngàn cases. Lâu lâu cũng có một hai case nó có trở ngại, là nhiều cha mẹ đó không có quyết tâm, giống như nhiều cha mẹ nói là tôi muốn thử thôi còn nó tốt không thì tôi mới continue. Mà mình làm cái gì cũng vậy, mình làm ban đầu nó sẽ khó, tại vì cái mình đeo mắt kiếng vô mình thấy rõ thì dễ, không nên làm gì hết. Nhưng mà cái phương pháp này phải require cháu giữ tay và biết handle cái lens, cầm cái lens sao đeo vô mắt. Nhưng mà lúc mà cháu đeo vô đó, ban đầu nó hơi cộm tí xíu, thì giống như mình đeo cái đồng hồ, mình đeo cái earring mình thấy nó nặng nặng tí xíu, từ từ mình cũng không biết mình có đeo. Giống như bây giờ anh đang đeo đồng hồ, mình hỏi anh có đeo không, anh cũng nói ồ anh phải giờ cái đồng hồ mới biết là anh có đang đeo. Thì cái đó là cái feeling của anh, ngay cái arm, cái wrist anh không có nữa rồi. Thì từ từ cái gì cũng vậy, mình đeo cái phương pháp Ortho-K đó, cái lens mình đeo vô mắt mình đi ngủ, từ từ mình sẽ quen cái cảm giác đó. Nhưng mà cái đó initial của mình đi cái đường đó nó hơi lạ tí xíu, hơi khó có thể, nhưng mà nó bảo vệ cặp mắt của cháu này không có bị trở ngại gì. Giống như đứa cháu mình, nó bây giờ ở năm sau là nó sẽ học bác sĩ. Mình nghĩ hồi xưa nó 7 tuổi mà mình còn sợ, mình không cho nó đeo cái phương pháp này, mà trong
nửa năm nó lên 3 độ đó, mà nếu mình không có interview, mình không có nhảy vô lo đó, không biết giờ nó mười mấy độ thì nó đâu có, nó không có fulfill cái dream nó được, nó không đi qua cái đường mà nó muốn thành bác sĩ được, là tại mắt nó yếu quá rồi. So bởi vì mình phải biết là mình hưởng được cái gì lúc mình đi cái đường này, ngược lại mình không làm mình mất cái gì, thì cái cặp mắt mà mình mất đó, không có bao giờ mà mua lời được. Mình tỷ phú triệu phú cái bao nhiêu tiền trên đời này mình không lấy được cái cặp mắt tốt. So bởi mình lo sớm trước, cái đường đi ban đầu nó ngộ ngộ, nó khó chịu tí xíu, nhưng mà ai cũng overcome. Biết bao nhiêu cháu ở đây làm được, có mấy cháu 5 tuổi là làm được hơn, có nhiều bác 73 tuổi cũng làm được. Mấy bác không muốn đeo mắt kính, đè cái sống mũi, chảy máu, chảy mồ hôi, nặng, khó chịu. So mình quyết tâm mình làm thì mình sẽ thành công. Mình có mấy gia đình thì họ không có sure lắm, không có quyết tâm, đi nửa đường cái bỏ, mất công quá, thôi nó đeo mắt kính cho xong. Mình ngược lại năm này tới năm nọ nó nặng thêm. So bởi vì mình phải là cắn răng để cho cháu đi qua cái đường đó, sau đó cháu hưởng rất là nhiều. Cháu là ca đêm, cháu phải đổi cái mắt của cháu đeo cái này lúc mà cháu ngủ là 6 tiếng, thì xong rồi lúc mình đau đau xong khoảng 6 tiếng thì cháu đi coi nhìn mắt được. Cái độ của cháu chưa có lên, khoảng 3 năm chưa lên. Nó lên nhưng mà nó lên có chút thôi. Hồi xưa cháu đeo mắt kiếng mỗi năm nó lên khoảng gần 1 độ. Cháu nhìn thấy được rõ, vẫn rõ. Xong rồi nếu mà nhưng hết gần hết một ngày xong rồi gần đi ngủ phải đeo lại, phải nhớ đeo lại, không đeo lại thì mắt sẽ mở. Cháu có cảm thấy tự tin hơn khi mình không phải đeo kính không? Oh yes, tại vì lúc mà cháu đi tập thể thao hay là chơi cái này đi coi cái này đeo mắt kính thì khó làm, khó được làm nhiều đồ. I highly recommend it. It does prevent your prescription from going up if you, like, you know, follow instructions and wear it to the minimum hours that you're required to wear. Cháu đeo rất là rất, mỗi lần tối nó ngủ nó đeo xong rồi sáng đi học á better lắm. Yeah. Và cháu cảm thấy yêu đời hơn không? Dạ, thích lắm á. Và chị chọn cái Orthokey là vì lý do gì? Thấy nó tiện cho cháu, tối nó ngủ thì nó đeo cái đó, sáng thì nó thấy rõ hơn, nó học rất hơn. She's a great doctor. The doctor that my sister, our family, we went to in our area in LA, when I would ask him questions or when any one of us had doctor appointments, he wasn't very, attentive. So he didn't give me like answers that I wanted or try to find answers that I wanted. But when we met Dr. He, she was very good. She had answers. She was able to tell us, oh, this is why your eyes are dry, this is what you need to do. And like, she gave us things prepared and like ways to take care of our eyes, even our health in general. Nó có làm cách đây mấy tháng về trước, giờ quay lại để bác sĩ đo và làm lại để cho nó đúng mắt hơn. Cháu có đeo rồi, cháu thấy sao? Dạ, cháu thấy tốt. Tốt lắm, cháu không còn đeo kính nữa. Dạ, con không có đeo kính. Bây giờ là nó nhìn soft contact lens. Ồ, bây giờ đến đây là để một lần nữa. Yeah. Under treatment. Dạ, đương nhiên phải cần thời gian vì cháu nó độ nó hơi cao đó, nên cần thời gian để vào con mắt nó mới xuống độ được. Ồ, dạ. Cao là chừng bao nhiêu độ? Cháu nó 6 độ rồi. Ồ, 6 độ, cháu phải đeo kính dày lắm ha. Dạ. Và wow, bây giờ nếu mà cháu không đeo cái frame á, cái gọng kính, cháu feel confident không? Yeah. Feel very confident. Dạ, yeah, nó dễ để thay make up hơn, hay là nó không bường ra, nó như bỏ quần áo. Cảm ơn cháu nói tiếng Việt giỏi quá. Yeah. Nó không đeo mắt kính nó thích hơn. Giống như mắt kính nó bó rồi nó, lông mi, lông mày vậy á. Yeah. Mỗi lần nó mang nhiều. Dạ. Yeah. Mình có một cái này nó rất là dễ nhớ, 20-20-20. Mỗi lần mà cháu ngồi học á, 20 phút á, cháu phải nghỉ 20 giây, dồn xa 20 feet. Thì cái khuyên của mình á, với một cái nữa là mấy cháu học á, thì cái lighting nó phải rất là sáng, nguyên cái phòng phải sáng luôn, chứ không phải mình mua cái đèn nhỏ mà chiếu vô cái chỗ cháu ngồi học. Giống như là cái cuốn sách đó mà chỉ chiếu cái đèn vô cái cuốn sách đó thì mắt cháu nó mệt lắm. Xong mình phải mở đèn sáng thật sáng. Với lần cái nữa, mình có thể đó, mình để cái bàn trước cái cửa sổ, xong cháu ngồi học giống như nãy mình nói 15-20 phút, cháu chớp mắt, cháu dồn xa, cháu dòm ra ngoài cửa sổ, dòm mấy cái xe chạy qua chạy lỡ thì nó có increase cái blood
flow là cái mấy đường máu nó thông, giờ nó thả lỏng cái căng thẳng, giống như mình khiêng cái gì nặng đó thì mấy cái gân của mình nó cũng cứng thì nó không có được khỏe. Thì lúc mà mình dòm xa cũng vậy, mình dòm gần thì mắt mình nó mệt, mình dòm xa cái mấy cái đường gân, mấy đường máu nó flow, nó thả lỏng tí. Thì bởi vì nếu mình ngồi trước cái cửa sổ đó thì mình có thể mình thả lỏng được cái mắt mình đỡ mệt, and then mình không có thấy căng thẳng. Với một cái nữa, 15-20 phút như nãy mình nói đó, thì nếu mình được đó, thì mình đi ra ngoài get some fresh air, rồi mình increase cái, giống như mình phải đi tập thể dục nhiều tí, mà mình học đó, thì mình cũng phải thở đó, đừng có lo lắng nhiều quá. Tại nhiều khi đó, là cái cận thị đó, nó thay in cái stress, là cái lo lắng, cái sợ, cái worry too much, mình học không giỏi thì nọ, cái là cái đó nó làm cho cơ thể mình nó mệt, nó under stress đó, thì nó sẽ dễ lên độ hơn. Nhưng một cái rất là quan trọng là phải có cái khám mắt. Tại mỗi năm mình khám mắt mình mới biết cái mắt nó có đổi sao, thì mình mới bắt đầu mình lo, mình nhảy vô mình chỉnh. Tại mình đi cái đường hoài mà nó cứ bị nặng thêm hoài mà mình không chỉnh, hay mình không có control, mình không giữ nó lại đó, thì nó become uncontrolled. Có một ngày nào mà lúc mà cháu không thấy đi đường, mà thức dậy mà cháu nói tự nhiên thấy đen quá, thì lúc đó way too late. Thì ở đây mình cũng có mấy case như vậy thì rất là đau lòng. Thì nhiều khi mà có một người cháu nào 16 tuổi vô đây mình dòm đằng sau chảy máu hay là cháu không thấy đường nữa đó, thì thiệt ra đêm đó không phải mình không, cha mẹ không ngủ được, mà mấy cô ở đây cũng rất là đau lòng, cũng rất là giống như không yên vậy, ngủ không được chứ thấy rất là lo cho cháu đó, cái tương lai đó nó không có vững nữa. So, bởi vì cái khuyên number one là phải nghỉ ngơi với là đi khám mắt thường xuyên.